Ai là? Tên đại ca lớn tiếng cười trả lời. Ông đây Châu Thiên Háo. Đám người liền khiếp sợ. Chẳng lẽ là đại lão một tay che trời của Sở Châu Thành? Châu Thiên Hào thấy phản ứng của bọn họ thì nói. Chỉ với đám chúng mày mà dám gây sự ở đây. Người đâu, cho chúng nó biết điều tí đi. Vừa dứt lời tên tóc vàng đã bị đấm đá tơi bời. Cậu ta ngã ngồi xuống đất hét lên. Đại ca, em sai rồi, xin anh tha cho em ạ. Tên đàn em quát, vừa rồi mày không phải hống hách lắm à. Bỏ qua cũng được nhưng mày để lại một cái tay ở đây. Dương Siêu trong lòng đã sớm run sợ. Tuy cậu ta đáng đời như vậy, nhưng nếu mình không đứng ra can thì sau này sợ khó mà lăn lộn. Nghĩ tới đây hắn vội xin lỗi Châu Thiên Hào. Hào ca, chúng em biết sai rồi, hy vọng anh đại nhân không trách tiểu nhân. Châu Thiên Hào nghe vậy thì cười khinh, nể mặt ba mày tao có thể tha cho chúng mày một lần. Có điều ba em gái kia phải ở lại tiếp rượu tao. Ba cô gái nghe xong thì hoảng sợ. Cái gì? Dương Siêu chỉ về phía Manh Manh giải thích, cô ấy là bạn gái em thế thì không tốt lắm nhỉ. Chỉ thấy Châu Thiên Hào ném vỡ cái ly trong tay, bớt nói làm nhảm, ông đây bảo mày cút thì mau cút. Đám người không dám ho he nửa lời. Hay là chúng ta đi đi. Lúc này cô gái váy đỏ rót rượu ra, đưa về phía ba cô gái rồi cười nói. Em gái nhỏ Hào ca còn ăn được các em sao? Manh Manh trốn ra sau lưng Dương Siêu sợ hãi nói. Tôi không muốn đâu. Tên đầu chọc lập tức đi qua. Còn không mẹ nó qua đây. Khương Sơ Nhiên thầm nghĩ. Hay là mình ở lại cho các cô ấy đi trước. Ba mình ở Sở Châu cũng coi như có mặt mũi. Có thể hắn ta cũng không dám làm gì mình. Mà lúc này Trần Phàm bất ngờ ngăn đầu chọc lại. Các cô ấy là bạn của tôi. Cho tôi mặt mũi thả họ đi đi. Khương Sơ Nhiên lập tức hét lên. Đã lúc nào rồi còn giả vờ ngầu lòi cái gì? Châu Thiên Hào lắc lắc ly rượu nói. Mày là cái thá gì? Trần Phàm lanh nhạt trả lời. Tao là người mày không chọc vào được. Một chàng trai mà dám nói với đại ca ở Sở Châu Thành. Là mày không chọc nổi tao đâu. Châu Thiên Hào như nghe được chuyện quá nực cười. Ở Sở Châu này chưa có ai mà tao không chọc nổi đâu. Dứt lời hắn đứng dậy chỉ vào Trần Phàm. Nhờ câu nói này của mày, hôm nay ông đây sẽ không cho mày sống rời khỏi đây đâu. Khương Sơ Nhiên mặt liền trắng bệch, lần này tiêu rồi. Manh Manh thì khóc nức nở. Nhiên Nhiên, làm sao bây giờ? Trần Phàm sẽ bị chỉnh chết mất. Châu Thiên Hào lớn tiếng gọi. A Biu, giết nó cho tao. A Biu đầu chọc bẻ bẻ ngón tay đi về phía Trần Phàm. Đây là mày tự tìm lấy đấy nhé. A Biu là cánh tay đắc lực dưới trướng Châu Thiên Hào, từng lập nhiều công lớn chiếm lĩnh Giang Sơn cho hắn. A Biu vung nắm đấm về phía Trần Phàm. Hứa Dung Phi hoảng sợ hét lên, mau tránh đi. Ai ngờ Trần Phàm còn ung dung quay lại cười với cô. Yên tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ với tôi. Nói rồi cậu đưa một tay ra đã dễ dàng chặn được quyền. A Biu sắc mặt đại biến, gỗ mình còn có thể đấm xuyên qua, mà nó chỉ dùng một tay đã chặn được dễ dàng. Hắn lập tức rút tay về rồi lùi lại, cảm giác bàn tay mình đau hơn cả khi đấm xuống sàn. Nhưng tiếp đó lập tức đeo lên móng vuốt lên tay, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn. Hóa ra mày cũng có luyện võ à, vậy để anh đây cho chú chơi đồ thật nhé. Nói rồi hắn nhanh như chớp xông tới, mắt thấy sắp đấm trúng mặt Trần Phàm, thì cậu chỉ không chút sợ hãi cau mày. Nếu mày đã ra tay ác độc vậy thì đừng trách bản tôn vô tình. Nghĩ vậy cậu dùng tốc độ chóng mặt đưa chân lên đạp qua, lực mạnh đến nỗi A Biu bị hất văng ra xa, miệng phun đầy máu. Mọi người kinh ngạc rớt cằm. Ầm một tiếng, A Biu nặng nề ngã xuống đất. Châu Thiên Hào không thể tin nổi gào lên, cái gì? Sau đó hắn tức giận ra lệnh, tên hết cho tao, chém chết nó. Dứt lời đám người đằng sau lập tức xông lên tuân lệnh. Sau đó tên nào tên nấy cầm dao tấn công Trần Phàm. Cậu chẳng chút sợ hãi khinh thường nói, tìm chết. Nói rồi tay nắm chặt bắt đầu di chuyển, thoát ẩn thoát hiện xuyên qua đám người. Chỉ vài giây sau bọn chúng đồng loạt bị hạ gục. Manh Manh tròn mắt kinh ngạc, cậu tay không đánh bại hết bằng ấy người sao? Khác gì cao thủ như thơ của Vương Duy đâu. Trần Phàm ung dung ngồi lên ghế sofa nói, Châu Thiên Hào, bây giờ tôi đã là người anh không động được đến chưa? Châu Thiên Hào thầm nghĩ, thằng danh này một mình đánh bại hết bằng ấy cao thủ của mình, đúng là ma quỷ. Hắn chợt cười lạnh với cậu, tao thừa nhận mày đúng là đánh nhau giỏi, nhưng mày đấu nổi với súng không? Trần Phàm nghe vậy thì mặt đầy sát ý, dám uy hiếp bản tôn sao? Vậy ta sẽ thi triển pháp thuật tiêu diệt hết các người. Sau đó cậu liếc về phía đám người run rẩy đằng sau, cho bọn họ đi trước, tôi ở lại chơi với các người. Châu Thiên Hào sảng khoái đồng ý, được, tao muốn xem mày còn có bản lĩnh gì. Mọi người chỉ chờ có vậy vội bỏ chạy. Hứa Dung Phi mặt đầy lo lắng lớn tiếng nói, Trần Phàm, Khương Sơ Nhiên vội kéo cô ấy, mau đi thôi đại tiểu thư của tôi ơi. Trần Phàm thấy họ đã đi hết thì chẳng có tí hoang mang nào. Lúc này điện thoại chợt vang lên, người gọi là tài xế Tiểu Tề của Ngụy Bác. Tiểu Tề ở đầu bên kia hỏi, tôi đã tới tiểu khu Hồ Ban rồi, Trần tiên sinh đang ở đâu ạ? Trần Phàm liền trả lời, tôi đang ở bên khu Tân Thành, gặp chút rắc rối nhỏ. Tiểu Tề nghe vậy thì hiếu kỳ hỏi, có thể nói với tôi là chuyện gì không? Tôi ở Sở Châu cũng gọi là xử lý được một vài chuyện. Sau đó Trần Phàm kể lại chuyện vừa rồi. Tiểu Tề lập tức kinh ngạc nói, anh bảo Châu Thiên Hào chờ đó, 10 phút nữa tôi sẽ tới. Trần Phàm cau mày cúp điện thoại, có vẻ Tiểu Tề quen Châu Thiên Hào à, hơn nữa có vẻ quan hệ còn khác thường. Nghĩ tới đây cậu hơi cười nhẹ, nếu đã vậy thì mình cho anh ta mặt mũi,
đợi anh ta tới rồi tính tiếp. Châu Thiên Hào cười nhạo, sao rồi, tìm được ai cứu viện à? Váy đỏ lập tức nịnh hót, ai chẳng biết Hào ca ở Sở Châu là cứng nhất chứ. Kẻ nào dám to gan ra mặt, Trần Phàm lạnh giọng nói, 10 phút nữa anh ta tới. Châu Thiên Hào mặt đầy đắc ý cười nhạo, được thôi, tao đợi nó 10 phút, xem đứa nào chán sống rồi đây. Thời gian đã 10 phút trôi qua, bên ngoài truyền tới tiếng quát, thằng nào to gan dám động tới Trần tiên sinh. Ngước mắt lên, người tới chính là Tiểu Tề. Châu Thiên Hào kinh ngạc thốt lên, Tề ca sao anh lại tới đây?